What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay lại với channel của Boss Gear. Thì như các bạn đã biết thì cái game thủ sẽ luôn cần có một cái phụ kiện hỗ trợ đắc lực, đó là một chiếc tai nghe thật là tốt. Và một trong những cái tai nghe mà mình thấy có cái khả năng tạo ra những chiếc tai nghe hầm hố mà có chất âm rất là tốt phục vụ cho các game thủ thì đó là của hãng Cushion X. Cái hãng này có vẻ các bạn đã không còn xa lạ gì nữa. Đây. Thì cái thằng này nó chuyên sản xuất tai nghe mà dành cho các game thủ và có cái kiểu dáng khá là hầm hố. Và chất âm cũng được đánh giá khá là cao với trong cái làng tai nghe. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một con tai nghe nữa đến từ Cushion X và là phiên bản mới. Đó là chiếc G5300. Rồi ok, mình sẽ cùng mở hộp cho các bạn coi nha. Đầu tiên nói về thiết kế bên ngoài của chiếc hộp này thì chúng ta vẫn thấy một chiếc hộp vuông vắn được đóng bìa cắt tông, nó rất là chắc chắn. Và ở trên ngoài vỏ hộp chúng ta sẽ nhìn thấy in hình một cái tai nghe luôn và chúng ta có thể mường tượng ra trước cái tai nghe này như thế nào rồi. Ở trên đây chúng ta vẫn có logo Cushion X và sẽ có một số các cái thông tin mà nhà sản xuất sẽ nói trước, ví dụ như là sẽ có hỗ trợ rung này. Đây là một chiếc tai nghe rung và nó sẽ là chiếc tai nghe chuyên để chơi game. Nó sẽ có 3 jack, 2 jack 3.5 và 1 jack USB. Các bạn có thể nhìn thấy. Rồi đằng sau này chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ tiếng, từ tiếng ta, tiếng tàu, tiếng Tây, tiếng Tây Ban Nha rồi tiếng Đức, Ý gì tùm lum các kiểu hết. Và chúng ta chỉ chú ý quan tâm đến cái dòng đó là tiếng Anh này thôi thì nó sẽ có các cái thông số của con bàn phím này. Ngoài ra thì cũng có số seri và màu sắc. Cái này có đánh dấu ở đây là màu đỏ nha các bạn, không phải màu xanh nhé. Màu xanh chỉ là cái hình hộp bên ngoài thôi. Ok, mình sẽ vui hộp luôn. Còn Cushion X, những con Cushion X khác thì đều được đóng gói bằng hộp như thế này, giống y chang vậy thôi, không khác gì hết. Đó, ở trong này chúng ta sẽ có một cuốn cửu âm chân kinh. Và cái cuốn này thì nó được in rất là nhiều thứ tiếng các bạn ạ. Tại vì con thằng hãng Cushion X này thì nó được sản xuất ra bên nhiều cái thị trường khác nhau. Rất tiếc thì chưa có thị trường Việt Nam, tại vì nó có tiếng Nhật này. Đó, nếu mà bạn nào luyện cái này mà không bị tàu hỏa nhập ma thì cũng admin cũng xin bái phục. Ok, chúng ta bỏ cái hộp và cửa chân kinh sang một bên. Thằng tai nghe này vẫn sẽ bọc ở trong một cái lớp túi nỉ bong bóng để chống sốc, chống va đập. Ta sẽ không còn gì hết ngoài chiếc tai nghe mà thôi. Và đây chính là chiếc tai nghe hầm hố của chúng ta. Đó, sau khi mình bóc hộp ra thì mình cảm giác nó rất là phê các bạn ạ. Khi mình cầm một cái tai nghe mà có kiểu dáng rất là gọn gàng nhưng mà không kém phần hầm hố, rất là lạ. Rất là lạ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thôi sờ mó em đấy và mình sẽ review cho các bạn em. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào cái phần củ tai trước. Ở đây củ tai chúng ta sẽ có một cái đặc biệt, đó là một cái lớp bằng kim loại thật luôn các bạn. Cái lớp này là bằng kim loại và có chữ Cushion X được in nổi ở đây, nhìn rất là đẹp. Cái này là bằng kim loại nhé, sờ là mát lạnh luôn, sờ là biết liền. Đó, full kim loại và có thiết kế hình kiểu xước phay như thế này nữa, nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Và ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái lớp nữa và lớp này cũng được làm bằng kim loại luôn các bạn ạ. Cái lớp nhựa, lớp bóng bóng như này này, đây không phải bằng nhựa nhé mà là lớp kim loại luôn và nó được sơn bóng lên thôi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lớp lưới này cũng được làm bằng kim loại luôn. Thật là khủng khiếp, một cái tai nghe mà phải nói là nguyên một cái củ tai ụp lại. Cái này thì nó được làm hoàn toàn bằng kim loại, rất là gấu. Ở trên này chúng ta sẽ nhìn thấy có chữ R và chữ L. Đây chính là hai cái phần mà để cho mình nhận biết được là đeo như thế nào cho đúng. Vành tai của con này thì có một cái khung kim loại ở trong và ngoài được bọc nhựa. Ở phần dưới này chúng ta sẽ có một cái lớp đệm khá là dày. Lớp đệm này chúng ta giúp chúng ta đeo vào thì sẽ được có cảm giác êm hơn. Và cái lớp này nó được bọc vải bằng giả da. Rất là sướng. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang cái phần khác của con này, đó là cái phía bên trong. Cái phía bên trong của con này thì cái lớp lưới bên trong này được làm bằng một cái loại vải gì đó nhưng nó sẽ được đan hình caro. Nhìn rất là đẹp. Đây, cho các bạn nhìn rõ hơn. Đan vải bằng caro màu đỏ. Và cái lớp đệm tai nghe này thì nó sẽ được làm bằng da, giả da thôi nhé các bạn, không phải da thật đâu, nó được giảm giả da, nhìn rất là đẹp.
và nó cái đệm này thì nó không được dày cho lắm. Chúng ta sẽ đi qua phần mic. Thì con này, cái mic của con này nó khá là dài đó, như thế này nó có thể bẻ lên bẻ xuống rất là tiện lợi. Đây mình sẽ cùng bẻ cho các bạn coi, và khi mình bẻ thì mình có cảm giác nó đi qua từng cái khớp đó. Nó sẽ giúp chúng ta nhận biết được là đang ở chỗ nào và sẽ chắc chắn hơn. Và đặc biệt hơn là cái mic của con này thì nó không phải đơn giản là chỉ có bẻ lên bẻ xuống, mà nó còn có thể uốn dẻo được rất là linh hoạt như thế này. Đó, mình có thể bẻ lên và mình bỏ vào mùm đó để nói chính xác hơn. Thì cái mic, những cái mic như thế này thì nó sẽ được cái tiện lợi là mình nói nhỏ thì mình để sát vào mồm thì nó sẽ có cái mức thu âm tốt hơn. Đó, rất là tiện. Mình rất là thích cái kiểu mic thiết kế như thế này, tại vì nó làm bằng nhựa, bằng cao su ở khúc này này. Đó, sướng. Tiếp theo chúng ta sẽ có hai cái phần ở bên cổ tai có thể rút ra rút vào được. Ở trong này chúng ta cũng nhìn thấy một cái tấm kim loại nữa. Đó, một cái tai nghe toàn là kim loại thôi, nhìn rất là gấu. Có thể rút ra rút vào để tùy chỉnh cho những cái tai mà có những cái đầu mà có cái đầu to thì mình có thể rút ra rút vào được, rất là tiện. Thường thì mình chỉ rút khoảng một tí thôi thì đã vừa đủ đâu rồi, có lẽ là do đầu mình hơi nhỏ. Với cái kiểu thiết kế như thế này thì nhìn rất là gấu, và mình nhìn nó sơ qua thì đã nhìn thấy giống như một cái kiểu, một cái tai nghe mà alien vậy, tức là tai nghe ngoài hành tinh ấy. Ở đây chúng ta sẽ vẫn có một cái logo của thằng Covisionist nằm ở phía bên này, rất là đẹp, cũng được in nổi lên trên mặt kim loại luôn. Ok, chúng ta sẽ sang phần dây. Dây của con này thì sẽ được làm một dù nha các bạn, một dù rất là chắc chắn luôn. Và cái ba cái cổng kết nối của nó ở đây, chúng ta sẽ có hai cổng 3.5 và một cổng USB. Cổng USB này sẽ được sử dụng để mình phát LED cũng như là có tác dụng bật chức năng rung đó. Còn nếu như các bạn không dùng thì các bạn có thể để nó bình thường, không sao hết, không cần cắm vào thì sẽ không dùng LED với rung thôi. Còn chủ yếu là hai cổng này, cổng mic và cổng loa. Ở đây chúng ta sẽ có một cái quấn nữa luôn của thằng Cosmic, nó để sẵn để quấn lại dây cho đỡ rối. Ở đây chúng ta sẽ có đến cái phần đó là cái cục điều khiển của con này. Đó, cái cục điều khiển của con này thì nó sẽ có một cái vòng bánh xe dùng để tăng giảm âm lượng ở đây. Chúng ta có thể quặn để tăng giảm âm lượng ở bên này. Đó. Và phía bên này chúng ta sẽ có cái gạt để bật tắt rung. Rất là đơn giản thôi. Nếu các bạn sử dụng thì chỉ cần bật lên là rung, bật xuống là tắt rung. Rất là đơn giản. Và con này nó sẽ không có chức năng bật tắt LED nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ thử cái cảm giác khi đeo con này và nghe nhạc như thế nào nhé. Ok, sau khi mình đã cắm chiếc tai nghe này vào trong máy tính thì chúng ta đã thấy nó đã lên LED rồi. Mình cắm cổng USB vào thì nó sẽ hiện LED lên. Cái dải đèn LED của nó sẽ chạy cuốn cong theo cái phần kim loại bằng lưới mà mình đã cho các bạn xem ở phần trước, thì nó sẽ sáng rất là lớn ở đây. Sáng rất là mạnh và nó đủ để cho các bạn có thể nhìn thấy vào trong ban đêm rất là nổi bật rồi. Và nó sẽ là màu đỏ theo tông chủ đạo của cái con màu đỏ này, thì nó sẽ phối hợp nhìn rất là đẹp. Và cái phần mic thì nó cũng sẽ hiện LED luôn. Các bạn có thể thấy là một cái thiết kế có đèn LED nhìn khá là độc đáo, và nó hơi nhỏ gọn một chút, cũng như là full kim loại, phải nói là cực kỳ đẹp. Nếu như mà mình thấy thì theo mình thấy thì cũng rất là ít các nhà sản xuất nào mà làm cái kiểu như thế này, và nó cũng rất là độc và lạ. Chất âm của nó khá là tốt và cái khả năng cho âm lượng của nó mạnh và bass dập cũng rất là kinh. Và cái phần rung của con này thì cũng có phần rung rất là mạnh nữa. Cho nên nếu các bạn mà không thích kiểu nghe nhạc mà rung rung thì tốt nhất không nên bật, tại vì nó rung rất là mạnh. Thì nếu mà để chế độ rung mạnh quá mà để lâu quá thì nó sẽ dẫn đến là dễ hư tai nghe về lâu về dài. Ok, bây giờ mình sẽ cùng test thử cái âm lượng của con này khi mình mở nhạc nhé. Thì bây giờ mình đang mở nhạc đây, và mình sẽ cùng cho cái mic của mình vào trong giữa cái tai nghe này cho các bạn nghe rõ hơn. Lượng của nó phát ra rất là lớn và độ rung của nó cũng sẽ dập theo bass, nên
có cảm giác đeo con này cũng mát xa đầu cũng rất là sướng. Nếu mà các bạn thích một cái vẻ ngoài hầm hố cũng như là một cái âm lượng to chất thì có thể là nên mua con này. Và bây giờ mình sẽ thử test về phần ghi âm của con này nhé. Alo 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 alo, đây là phần test mic của con Coulson X5003. Thì như các bạn đã biết, con này còn có thêm phiên bản nữa, đó là phiên bản màu xanh dương với led là màu xanh luôn. Nhìn nó cũng rất là đẹp. Nếu mà các bạn nào yêu màu xanh thì có thể là dùng con này để trang trí cũng trong góc gaming của mình thì rất là ok. Và cái mic của con này mình đã thử thì nó thu âm rất là rõ và cũng như là khử tiếng ồn cũng khá tốt, chứ không phải là không thể khử hoàn toàn hết được, nhưng mà nó vẫn khử rất là tốt rồi. Và cái con này được cái thu âm thì cho dù các bạn nói nhỏ thì nó vẫn thu âm rất là tốt. Ngoài ra thì con này có một cái khả năng nữa, đó là cái mic của nó có thể thu vào hoặc là mình có thể bị uốn cong rất là thuận tiện. Cho nên là các bạn có thể sử dụng con này để mình chat voice khi mà đang chơi game thì rất là ok. Đó, nếu trong tầm tiền khoảng tầm hơn 400 ngàn thì các bạn có lựa chọn con tai nghe này hay không? Hay là các bạn có ý kiến hay thắc mắc gì về con tai nghe này thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của Boss Gear. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.